đi về đi. Đi về đây. Đừng đuổi con mà mẹ ơi. Con lại mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ơi. Mẹ cho con gặp con không một lần rồi mẹ ơi. Con sắp không nhìn thấy đường nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con mẹ lại. Mày đuối mù quá. Liên quan gì tới tao? Tao không bao giờ á cho mày gặp cháu nội của tao đâu. Mày đi về đi. Mày khóc lắm. Vô ích à. Đây. Nè. Tao quá đáng vừa phải thôi chứ. Người ta đang thương tật như vậy á, mà còn xô người ta nữa. Liên quan gì tới mày? Đang là chuyện gia đình của tao. Mày là cái gì mày xí vô? Nó là con dâu của tao. Đã không kiếm được tiền rồi, suốt ngày còn mày đặt bệnh tật. Đẻ con ra thì không chăm sóc được. Tao đuổi nó thì có gì sai hả? Mẹ ơi, không phải như vậy. Con mới sinh con nên không đi làm được. Chứ con đâu có muốn như vậy. Chỉ là bệnh tật con cũng không có muốn nữa. Nhưng mà bây giờ mẹ cho con gặp con. Đừng có nói nhiều. Đi đi. Sao mà ngang ngược quá vậy hả? Tao mà vậy đó, mày nói nữa tao đập luôn mày đó. Bà. Mẹ ơi. Chị. Chị ơi, chị ơi. Chị, tỉnh dậy đi chị. Chị tỉnh dậy rồi. Bây giờ chị thấy trong người sao? Chị không sao hết. Nè, chị uống miếng nước đi. Chị cảm ơn em nha. Nhưng mà cho em hỏi là sao mắt của chị bị nặng như vậy? Lúc nãy em còn nghe chị nói là chị sắp bị mù nữa. Chị mới sinh xong. Suốt ngày chị chỉ ở trong nhà thôi mà không được sự quan tâm chăm sóc của gia đình chồng, dẫn đến chị bị u uất. Bác sĩ nói là chị bị trầm cảm sau sinh. Kể từ khi chị bị bệnh, mọi việc trong nhà chị không có chu toàn được, kể cả việc chăm sóc con. Gia đình chồng chị thì lúc nào cũng chửi bới hất hủi gì hết. Còn chồng chị thì lúc nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, rồi về nhà lôi chị ra đánh. Chị bị như vậy cũng là do chồng chị đánh mà ra. Bác sĩ nói là cơ hội chữa trị rất thấp, có thể chị sẽ bị mù hoàn toàn. Điều ước cuối cùng của chị là được nhìn thấy con chị trong những ngày chị còn sáng mắt. Nhưng mà chị bình tĩnh lại đi, sẽ không sao đâu chị. Nếu mà mình chữa trị sớm thì có thể là sẽ không tới mức mà chị không nhìn thấy nữa đâu. Đây là con của chị nè. Em thấy nó đáng kêu không? Chị nhớ nó lắm. Chị chỉ muốn nhìn thấy mặt nó thôi. Ủa, chị cho em mượn xin. Đây là Nguyễn Văn Khang. Là người này đúng không chị? Em biết chồng chị hả? Từ ngày con nhỏ nó đi, cái nhà cửa chống quơ chống quắc, dơ giấy không ai dọn dẹp gì hết trơn á. Trời ơi, con tôi. Mama cứu con á. Trời, con tôi, sao con bắt nó? Con của bà vay tiền của tôi, nợ 3 tháng rồi chưa trả, tôi phải dùng biện pháp mạnh chứ. Tôi lại cô, con tôi nợ tiền tôi trả cho cô. Nếu cần á, tôi bán nhà bán xe tôi trả hết cho cô. Cô làm ơn á, cô tha cho nó đi. Tôi á chỉ có một mình nó là con à. Nó có chuyện gì á, chắc tôi sống không có nổi. Người như bà mà cũng sợ mất con, sợ không nhìn thấy con mình được nữa hả? Có người mẹ nào á mà không sợ mất con đâu cô. Con mình á dứt ruột đẻ ra, không có nó tôi sống không có nổi. Bà biết thương con của bà, vậy còn con dâu bà thì sao? Con dâu của bà cũng chỉ muốn gặp con của cổ thôi mà, sao bà lại không cho? Con trai của bà chỉ mới bị chút xíu đây thôi mà bà đã xót rồi. Còn con dâu của bà thì sao? Bị con bà đánh tới mức sấp mù như vậy đó. Cũng là phụ nữ với nhau mà, sao bà không biết thương không biết tội vậy? Tôi xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đó có những lời lẽ xúc phạm con quá đấy. Mẹ xin lỗi con. Con không có giận mẹ đâu. Nhưng mà mẹ ơi, con lại mẹ, con xin mẹ. Mẹ cho con gặp con một lần cuối được không mẹ? Trước khi con không nhìn thấy được, mẹ cho con gặp con nha mẹ. Hồng Mai, đi đây đi. Cái loại vũ phu đánh vợ giả mang như mày á, đáng bị pháp luật trừng trị lắm. Đi lên công an đi, dẫn nó đi. Má. Em yên tâm đi, chị sẽ nhờ luật sư giải quyết cái việc ly hôn và giành quyền nuôi con cho em. Bây giờ em lo chữa trị đôi mắt của mình đi. Em cảm ơn chị.
cute now.